Photo Hòa Bình phần 2. Hello mọi người, lại là May đây. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn sập thành phố Hòa Bình. Nói đến Hòa Bình thì mọi người chỉ nghĩ đến cá thôi á. Không nha, vì lần này lên Hòa Bình bọn mình có liên hệ anh ăn sập Hòa Bình. Được anh dẫn đi các quán bán khá là lâu đời và nhiều người biết đến ở đây. Đầu tiên là quán chân gà cánh gà nướng ở đoạn ven sông. Mình cũng không nhớ rõ địa chỉ làm thế nhưng mà view nó như thế này này. Mình đi từ đợt sông Đà vẫn còn nhiều nước cơ chứ không cạn như bây giờ. Ở đây có đủ chân, cánh gà, sườn nướng ăn cùng với sung muối. Dọc đường này chỉ có mỗi quán này bán cái này thôi. Nếu mà để so với mấy quán chân cánh gà ở Hà Nội ngon ý, thì không bằng. Nhưng mà so với mặt bằng chung ở đây thì như này là được. Vì ăn vặt quá chiều thôi nên là bốn người chúng tôi chỉ ăn nhẹ nhẹ chừng này. Sau đó thì di chuyển ra đoạn chợ ăn chè. Quán chè này được giới thiệu là rẻ nhất Hòa Bình, chỉ 10.000 một cốc. Vẫn đầy đủ các món giống hôm trước mình ăn nhưng mà nó đầy hơn, nó to hơn mà nó rẻ hơn. Cái này bên trong sẽ có trân châu đậu xanh với cả cốt dừa thôi. Nói chung rất rẻ, đáng để thử nha mọi người. Sau đó thì mình được ăn cái bánh này, nó giống kiểu là bánh chưng nhưng bên trong nhân của nó lại là chuối, kiểu như là chuối luộc lên ý. Ăn nó lạ lắm, nói chung là mình không biết ăn món này. Nhưng thế bảo đây là một món đặc trưng của Hòa Bình nên là mình cũng ăn thử. Đi dạo một buổi chiều bằng hai món, đến tối thì bọn mình lại di chuyển ra sông bởi vì đến Hòa Bình là phải ăn cá rồi. Thấy bảo ở khu này thì quán này khá là đông người ăn. Gọi một nồi lẩu cá với đĩa măng xào với bún. Nói chung cá Hòa Bình thì không chê vào đâu được tại vì bọn mình sẽ được ăn cá rất là tươi. Ăn cái thịt cá nó thơm mà nó ngọt không bị tanh. Nước lẩu cá nó lại chua chua thanh thanh rất là hợp. Nếu mọi người biết clip sau mình sẽ review món gì. Mình nghĩ đây là thời điểm đẹp để mọi người đi Hòa Bình đấy. Mình đi khoảng 3 tuần trước thì mận ở đây vẫn còn xanh đó. Chắc hẳn là mọi người cũng biết về du lịch tâm linh rồi đúng không? Nhưng mà mình thấy rất ít người khai thác về nội dung này. Nên là hôm nay cùng mình tới thăm hàng xóm Hòa Bình ở chiếc clip này nha. Chào mừng mọi người đến với Hòa Bình. Nếu có dịp tới Hòa Bình thì mọi người nhớ liên hệ anh ăn sập Hòa Bình để được trải nghiệm du lịch lòng hồ và khám phá động thác bờ. Ở đây thì chủ yếu thu hút khách du lịch là những người lớn tuổi, những người mà thích du lịch kiểu tâm linh lễ bái. Mình nghe nói mà nếu như đi lễ ở đây xin lộc đầu năm thì cuối năm phải trả lễ. Thế nên là hàng năm sẽ có hai đợt đầu năm và cuối năm là đông khách nhất. Còn những ngày thường đi mọi người sẽ thấy chủ yếu người ta sẽ làm lễ ở đây. Mình không tìm hiểu sâu lắm nhưng mà hình như là kiểu lên đồng ở phủ ấy. Nếu như mọi người có ý định khám phá thì có thể tham khảo ở clip này. Đầu tiên là bọn mình chọn tàu du lịch lòng hồ là nhà Trường Giang. Mọi người có thể thuê cả tàu nhưng mà giá nó sẽ hơi cao. Nếu không thì sẽ phải đi ghép với mọi người từ 1 đến 200 người. Nếu như mà vào mùa, giá chung ở đây thì đều là như thế rồi. Ở đây sẽ có dịch vụ là ăn ở trên tàu luôn, đồ ăn thì rất là ngon, toàn đặc sản của Hòa Bình thôi, như là cá nướng, cá kho với cả canh trứng cá với cả rau rừng. Thế đây là bữa ăn ngon nhất mà chúng mình ăn ở Hòa Bình luôn đấy. Chỗ này phải ăn được 5-6 người bởi vì bọn mình 3 người ăn còn không hết cơ mà. Đồ ăn thì tính theo cân, ví dụ do mình đặt bao nhiêu tiền thì người ta sẽ làm. Nhưng mà đến Hòa Bình thì chắc chắn phải ăn cá nướng rồi, không thể thiếu được. Tầm này đi nước sông phải xanh biếc, xanh ngát, xanh ngọc, kiểu xanh đẹp lắm ý. Mình quay thôi chứ không có từ nào diễn tả được vẻ đẹp của nước bây giờ. Tầm này đang không đông ý, mọi người nên tới trải nghiệm mọi người ạ. Lúc đầu lên thuyền thì nắng thôi chứ ra giữa nó mát lắm. Mình di chuyển tầm 1 tiếng là tới các đền, chủ yếu mọi người tới đây để đi lễ bái xin lộc. Nếu như mọi người không muốn ăn ở trên tàu thì mọi người có thể ăn ở đây. Dọc đường lên đền thì người ta sẽ bán các loại đặc sản, các loại cá ở đây. Nếu muốn ăn thì người ta sẽ nướng tại chỗ cho mọi người. Nói chung các hàng ở dọc đường này thì mình thấy nó như nhau cả. Mọi người có thể chọn một nhà bất kỳ. Được mệnh danh là Phượng Hoàng cổ trấn ở Việt Nam thì phố cổ Ninh Bình về đêm có gì? Khi tới Ninh Bình, địa điểm đầu tiên mà mình nghĩ mọi người ai cũng tới bởi vì phải nói là nó quá đẹp đi. Ở đây đúng là có rất nhiều địa điểm để mọi người đi chơi và check in. Ai mà thuộc team thích trải nghiệm và khám phá thiên nhiên thì mọi người có thể tới Ninh Bình để có thể hòa mình vào thiên nhiên cùng sông núi cây cỏ. Chỉ cách Hà Nội 1 tiếng rưỡi đi xe thì mình xin giới thiệu với mọi người địa điểm Ninh Bình và phố cổ về đêm Ninh Bình đẹp hơn ban ngày nha mọi người. Và đặc biệt ở đây là sẽ không mất tiền vé vào cửa. Mọi người sẽ được ngắm chọn view siêu đẹp và đồ ăn ở đây thì cũng có rất là nhiều luôn. Bọn mình chọn thứ bảy chủ nhật để tới phố đi bộ và ở đây cũng rất là đông dân du lịch nhá. Các hoạt động như là ngồi thuyền thả đèn hoa đăng thì chi phí sẽ như sau. Loại thuyền mình quay kia thì là 150 một người, còn loại 100 ngồi thì xấu hơn, nhưng mà đúng là xấu hơn nó có khác. Mỗi một thuyền người ta sẽ ghép từ 6 đến 9 người thì mới được đi, còn bọn mình đi 3 người nên là phải ghép với những người lạ. Mà muốn ghép lại phải đi hỏi mọi người có đi hay không rồi ghép vào ấy, kiểu phải ra rủ mọi người để đi ghép thuyền với mình ấy. Trên thuyền này thì sẽ có sẵn trà nóng với cả ô mai để ăn. Nói chung ở đây là một địa điểm rất là đẹp nếu như mọi người không có tiền đi chơi xa. Chuyến này bọn mình đi hết 1.600.000 một người cho 3 địa điểm chơi.